Đây, xin chào toàn thể quý chị nha. Chào mừng toàn thể quý chị quay trở lại kênh YouTube Thiên Định TV. Và hôm nay Thiên Định đang buổi chiều ngày mùng 7 tháng 9 năm 2021. Thiên Định đang có mặt tại Vinomotion Park. Thiên Định cảm nhận như tại Vinomotion Park thời điểm này mọi người đi lại khá là đông đúc, và tình hình thì thấy xe cộ đi lại khá là nhiều. Như hôm nay thì Thiên Định cũng đã chiều nay cũng đã hai khách đi xem, và khả năng là sẽ chốt giao dịch rất là nhanh. Thiên Định không hiểu được tại sao đợt này mọi người lại quan tâm và mua nhanh đến thế. Chốt giao dịch khả năng là chỉ trong một nút nhạc. Đấy, ở đây là trục đường 30m này, bên trái của chúng ta là phân khu san hô này, bên phải của chúng ta là trường đại học Vinuni này. Ta sẽ rẽ trái để chúng ta đi vào bên trong biển hồ 24,5 hecta nha. San hô thì cũng đã có mấy căn giá rất là đẹp và êm đềm để của chúng ta đầu tư. Nếu của chúng ta chưa biết thì có thể xem những video trước của Thiên Định đã giới thiệu rồi, đúng không ạ? Hôm nay bây giờ cũng đã hầu như gần 5 giờ rồi mà thời tiết vẫn còn đang cái kiểu như vừa muốn nắng vừa muốn mưa ấy. Có chỗ thì nắng mà có chỗ thì mây đen luôn. Nhưng mà nhìn bầu trời khá là đẹp đúng không chị? Chiều nay chúng ta có trận bóng lúc 7 giờ của anh chị nha. Anh chị chúng ta nhớ đón xem nha, cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam đá trên sân Mỹ Đình luôn nha. Vòng loại World Cup quá là hấp dẫn luôn. Rất là ngóng ngóng chờ. Thiên Định hơi thế hơi hơi bị thích đá bóng rồi chị ạ. Thế mới chết chị lại. Đặc biệt là những trận bóng của đội tuyển Việt Nam thì chắc chắn không thể bỏ qua được, và đặc biệt là những cái vòng loại World Cup nó gay cấn như này. Hôm nay là chúng ta đá với Australia. Hôm trước là chúng ta đã đá với thằng nào nhỉ? Ả Rập Xê Út. Hôm trước chúng ta vừa đá với Ả Rập Xê Út vừa mới thua 3-1 xong, thật là nỗi tiếc của anh chị ạ. Hôm 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 mùng 2, mùng 2 đúng rồi. Mùng 2 tháng 9, hôm nay là ngày mùng 7 tháng 9 này. Và coi như cách 5 hôm. Hôm nay chúng ta đá với Australia trên sân Mỹ Đình luôn. Thực ra bây giờ cũng chưa đến 5 giờ cho nên mọi người chưa đi tập thể dục. Tí là tầm khoảng 6 giờ mọi người đi, 5 rưỡi tầm 5 rưỡi 6 giờ mọi người sẽ đi tập thể dục rất là đông luôn. Hiện tại vì Thiên Định thấy không gian cảnh quan nó khá là đẹp cho nên Thiên Định cũng quay lại cho cô chị xem. Ví dụ như những cái shop house nằm trên Hải Âu 1 đây này, thì bây giờ Thiên Định thấy là mọi người cũng đang dục dịch lau dọn, có khả năng là sẽ quay trở lại để một kinh doanh ấy. Không biết là có kinh doanh được không. Nhưng hôm nay Thiên Định, ví dụ như Thiên Định đi Long Biên nhá, Thiên Định thấy mọi người đi vào Aeon mua sắm đông lắm, đông đúc lắm, mọi người di chuyển rất là nhiều. Như Vinhomotion Park thì những cái shop này bây giờ mà mở bán thực ra cũng không thu hút được khách hàng lắm, tại vì bây giờ mọi người vẫn cũng hạn chế đang đi lại đúng không ạ? Vẫn có thể di chuyển được nhưng mà hầu như vẫn hạn chế, ít 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 ra ngoài. Đấy.
những cái căn biệt thự Hải Âu 1 này thì thực ra là đến thời điểm này cũng toàn X2 hết rồi. Giá gốc của nó cũng chỉ tầm khoảng 26, 25, 26 tỷ, có những căn 25, 26 tỷ, 23 tỷ cũng có. Đấy, đó là sau khi được chiết khấu rồi rất nhiều các cái kiểu như là hàng ngoại giao rồi hàng thế này kia, rất nhiều loại hàng thì giá của nó rơi tầm cũng từ 23, 26 rồi đến 30, 32, 33 đúng không ạ? Bây giờ giá của nó đã trên 60 hết rồi. Toàn trên 60, 65, 70. Giá rất là cao, đặc biệt là những cái căn góc. Bây giờ giá rất là cao rồi. Và thị trường bây giờ cũng số lượng căn bán cũng không phải nhiều, số lượng căn tổng cả ngày ở một nó có 76 căn thôi chị ạ. Giờ ở đây có một số căn biệt thự đã về ở rồi này. Trung tâm thương mại Vincom thì vẫn hoạt động nha quý anh chị nha. Hoạt động nhưng mà chúng ta ví dụ như chúng ta mà muốn mua sắm ấy thì chúng ta đi mua ở trong Vinmart tầng 2 ấy, thì chúng ta đi vào cửa sau nhá. Đấy, cư dân của chúng ta thì nếu như chúng ta mà đi mua thì chúng ta vẫn có thể đi mua cửa sau. Còn thiết định nhắc lại là nếu như chúng ta mà đang gửi xe mà chưa có vị trí gửi xe thì chúng ta ra cái trung tâm nhà để xe 5 tầng tại phân khu Hải Âu thì đang được gửi miễn phí nhá. Tại vì thiết định đang thấy rất nhiều xe để trên đường cũng như để rất nhiều ở các cái phân khu mà toàn bị khóa bánh thôi, mà chúng ta để ở đấy vừa nắng gió mà vừa kiểu như là bất tiện nữa. Cũng như chúng ta ra Hải Âu chúng ta để rất thoải mái luôn, để ngày để đêm, để lúc nào cũng được mà không mất tiền, không mất chi phí gì luôn, kể cả ngày cả đêm mà để không 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 quản thời gian bao lâu cả cô anh chị ạ. Đấy thì cô anh chị chúng ta thì ai mà xem được video của Thiên Định thì là mọi người nhớ là chúng ta được để xem miễn phí ở trong trung tâm nhà để xe 5 tầng tại phân khu Hải Âu nhá. Cô anh chị chúng ta cứ ra đấy để thoải mái luôn, không mất tiền. Đấy. Đây còn chúng ta đi siêu thị thì chúng ta vẫn đậu xe phía bên này và chúng ta sẽ trái đây, chúng ta vào siêu thị này, lên tầng 2 này, chúng ta mua sắm ở Vinmart này. Ngày hôm nay là ngày mùng 1 mà Thiên Định lượn từ sáng giờ cô chú chị ạ. Bao nhiêu khách riêng mùng 1 mà đã tiếp khách ầm ầm rồi. Không biết là cái tháng 8 này khách hứa kiểu như nào nó luôn đấy, mà riêng mùng 1 đã tiếp khách loạn hết cả lên rồi. Đấy, nào là khách tới dự án, nào là khách gặp mỗi nhà rồi rồi đấy, nói chung là sáng giờ mà toàn đi ra ngoài thôi, ít khi về nhà lắm. Về nhà được buổi trưa xong lại đi tiếp khách. Quá là gọi là mùng 1 mà rất kiểu như là thế này là biết là một tháng khá là bận rộn rồi đấy, một tháng khá là đông khách rồi đấy cô anh chị ạ. Thế mới chết chị lại. Lần lượn một xíu vào khu sau biển này, đây đây là thương mại dịch vụ tại phân khu sau biển này. Ở đây đang có Thiên Định đang có một căn view hồ luôn cô anh chị ạ, đẹp lắm. Đây Thiên Định chỉ cho cô anh chị chúng ta một cái căn view hồ mà giá nó rẻ cực kỳ luôn nhá. Cái căn sao biển thương mại dịch vụ sao biển 19, căn này cực đẹp mà còn view hồ nữa. Đây, bên phải này, cô chị nhìn này. Căn đây. Căn cạnh góc luôn nhá. Đây căn này của chị nhá. Đấy, view hồ luôn bên tay phải của chúng ta đây. Một cái căn view hồ rất đẹp. Tại vì đằng trước của nó những cái căn mà bên tay trái của chúng ta những căn sao biển 19 này nó chỉ có 3 tầng một tum thôi. Còn bên phải đây là 4 tầng một tum, 5 tầng một tum. Đấy, cho nên chúng ta có thể view được hồ luôn. Rất là thoáng luôn. Đấy. Rất là đẹp luôn. Dạ, em chào anh. Đấy. Đấy, khu thương mại dịch vụ này là rất là tiềm năng luôn nha, gần trung tâm thương mại, gần biển nước mặn. Đấy mà lại còn có những căn view hồ luôn. Ôi dồi ôi, đẹp quá quý chị ạ. Một căn căn sao biển 19 nhưng mà cái thằng này là thương mại dịch vụ 50 năm nhá. Thì định chia sẻ để cô chú chúng ta biết được là nó là sản phẩm thương mại dịch vụ 50 năm. Đấy, còn đây bên đây là biển này, đi ra biển rất là gần luôn nhá cô chú nhá. Từ từ những cái căn à từ những cái shop house thương mại dịch vụ đi ra biển rất gần luôn.
Đấy, đây là trục đường 30m tại phân khu Sao Biển này. Đây rồi chúng ta có thể đi ra Sao Biển 19A, chúng ta đi ngược một xíu đoạn này nha cô anh chị nha. Đấy, chúng ta sẽ trái vào này. Đây là Sao Biển 16 này. Bên phải cũng là những cái căn thương mại dịch vụ Sao Biển 19, à Sao Biển 9A này. Thì những cái dãy này thì cũng có những căn chưa bán nhá, vẫn còn hàng của chủ đầu tư nhá. Nếu chị ta quan tâm thì hãy nhớ là những cái thằng này vẫn còn hàng của chủ đầu tư. Những cái thằng này diện tích trên định cũng đã nhớ một lần trên định review cho chị xem rồi. Thằng này tương lai của nó thì rất là đẹp luôn, tại vì diện tích xây dựng rất là lớn, 97,7m luôn. Diện tích đất có 136m thôi nhưng mà diện tích xây dựng lên đến là 97,7m mà xây được 5 tầng một tum, rất là rộng và rất là đẹp luôn. Đấy, còn dãy trước mặt của chúng ta đây là dãy Sao Biển 12 này. Sao Biển 19A đẹp cô chị ạ, phải nói là Sao Biển 19A và Sao Biển 9A rất đẹp. Nhưng mà thực ra để mà so sánh về mặt kinh doanh nhá, thì Thiên Định chia sẻ luôn là mình nói thẳng luôn, nói thật vấn đề luôn là để về kinh doanh thì thằng Hải Âu nó là số 1. Đấy, đây là Thiên Định nói để cô chú chúng ta biết được là nếu như mục đích của chúng ta là ở và vừa ở vừa kinh doanh và muốn được cái diện tích xây dựng lớn thì là Sao Biển 9, đúng không ạ? Muốn gần trung tâm, muốn gần biển, muốn gần biển hồ, muốn gần biển nước mặn. Đấy, muốn gần quảng trường thì ra Sao Biển 19, Sao Biển 9 là rất là đẹp. Nhưng mà để mà chúng ta kinh doanh trầm mất đấy thì là Hải Âu, chúng ta cứ phải sang Hải Âu, tại vì Hải Âu nó là cái chợ. Thiên Định đã phân tích từ đầu đến giờ rồi, Hải Âu nó là cái chợ, sau này nó là sẽ là chợ của Vinomotion Park, cho nên là tất cả những cái shop kinh doanh, các cái mặt hàng kinh doanh nó sẽ tập trung hầu hết ở phân khu Hải Âu và những cái shop house thương mại dịch vụ, những cái con phố đi bộ. Chính vì vậy mà cô anh chị nào chúng ta muốn trầm mất, muốn thực sự shop của mình kinh doanh tốt thì chúng ta lựa chọn Hải Âu là một cái phương án rất là ok. Và hiện tại giá của phân khu Hải Âu cũng đang rất là rẻ. Nếu cô chú anh chị chúng ta còn lăn tăn, còn quan tâm thì có xem lại những cái video trước của Thiên Định. Thiên Định đã giới thiệu rất là nhiều căn shop house thương mại dịch vụ Hải Âu đang có mức giá rất là rẻ. Đấy, chỉ rơi tầm khoảng 8 tỷ rưỡi, 8 tỷ 7 một căn. Đúng không ạ? Có những căn rẻ nhất hiện tại cũng rơi tầm khoảng 7 tỷ rưỡi thôi cô anh chị nhá. Là những căn đang rẻ mà cô chú anh chúng ta có thể sở hữu được. Bên phải chúng ta là shop house, cũng là shop house thương mại dịch vụ nhưng mà là Sao Biển 11. Đấy. Đây bên này đang ép cọc rồi, không biết là làm cái gì đây này, cô anh chị nhìn không ạ? Thấy máy ép cọc không? Đây. Đây, bên này là thấy máy ép cọc nè. Đây là trung tâm vườn hoa và trung tâm tiện ích của phân khu Sao Biển này. Thì là bên cạnh cái lô đất trống này này, thì trước đấy thì trên quy hoạch có nó khả năng là thương mại dịch vụ, nhưng mà không biết là hiện tại bên phía chủ đầu tư sẽ làm cái gì, thì cái này Thiên Định sẽ cập nhật sớm nhá. Đấy, Thiên Định cũng sẽ hỏi và làm sao để cập nhật sớm cho anh chị chúng ta xem, tại vì hiện tại thì đang em cọc thì chắc chắn Thiên Định ra Thiên Định hỏi là hỏi được ngay, đúng không? Ok, Thiên Định sẽ sớm cập nhật cho anh chị chúng ta biết được xem vị trí đấy nó sẽ là làm cái gì nhá. Biển thì rất là thanh bình, rất là đẹp luôn cô anh chị ạ. Một màu xanh xanh chấm thêm vàng vàng. Đấy, những cái căn Hải Âu 1 này, view mặt biển này, rồi những cái căn Sao Biển này, mặt view mặt biển này. Nó đẹp mà cái cảm giác như đúng là ở được cái trong những cái căn biệt thự này, mình hãy tưởng tượng đi. Buổi tối mình ra mình ngắm biển, đúng không ạ? Buổi tối mình ra mình nhìn hồ, nhìn biển, cảm giác nó phê ôi là phê ấy. Mình thật ra Thiên Định có một cái ước ao, có một cái khát khao là sau này Thiên Định muốn sở hữu cho mình một cái căn mà view được biển. Đấy, view được biển, view được hồ đấy. Làm sao chỉ cần sở hữu được một căn thôi. Đấy là đã mãn nguyện lắm rồi. Nhưng mà có rất nhiều người chúng ta có thể sở hữu được mà bây giờ vẫn chưa sở hữu. Thì cô chị chúng ta hãy nhanh tay sở hữu nhá. Tại vì đôi khi là chúng ta không chớp được thời cơ thì chúng ta lại phải mua với mức giá rất là cao cô chị ạ.
Vâng, ok, Thiên Định xin chân thành cảm ơn của anh chị cũng là theo dõi video của Thiên Định nha. Bây giờ Thiên Định đi ra cất xe ô tô này. Cô anh chị nhìn nhá, bây giờ Thiên Định sẽ đi từ đây này, từ trung tâm ngoại nhá. Thiên Định đi ra lối này. Đấy, sau đó Thiên Định đi thẳng vào trong. Đi vào nhà để xe 5 tầng. Đấy, cô anh chị nhớ là tất cả đều hiện tại là đang đang chủ đầu tư đang cho gửi xe miễn phí, mà Thiên Định cũng không hiểu luôn là những cô chú anh chị chúng ta đã xem video của Thiên Định rồi mà Thiên Định vẫn thấy mọi người ít gửi xe vào đây thật, mà thấy rất nhiều xe vẫn bị khóa bánh ở ngoài các cái phân khu, rồi khóa bánh ở cái bên 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 chung cư, rồi bên các cái con đường ở bên nào là Hải Âu, rồi bên chỗ Hải Âu 2, bên chỗ San Hô bị khóa rất là nhiều. Nhưng mà Thiên Định chia sẻ luôn là mọi người được vào đây gửi xe thoải mái mà có mất gì đâu, mà lại không bị nắng không bị gió gì, trời mưa cũng chẳng ảnh hưởng gì, mà lại không chịu vào đây gửi, để ngoài đấy xe cộ nó thế này thế kia, rồi lại nó làm mất cảnh quan đi, tại vì đi mà đi cả cái con đường dài xe nào cũng cứ bị xích bị khóa, nhìn nó thật sự là rất là phản cảm luôn. Tại sao có cái nhà để xe mà Thiên Định nhìn thấy nhá, trên đây có mấy tầng gửi xe mà chỉ lác đác được mấy con xe thôi, mọi người tập trung vào đây gửi đi không mất tiền, mà lại vừa đẹp vừa sang mà lại đàng hoàng lịch sự, mà lại chúng ta không dùng thì dùng ở đâu, đúng không ạ? Chúng ta không sử dụng thì chúng ta sử dụng chỗ nào, đúng không chị? Chúng ta tận dụng, chúng ta gọi là mình là cư dân ở đây rồi, mình phải làm gương, mình phải 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 ok, mình phải chuẩn mực, đúng không chị? Đấy, kiểu như là các anh an ninh ấy, các anh ngồi bên trong, tại vì trời nắng mà, thì là các anh bên trong, hoặc là các anh đi sang đầu bên kia. À đây đây có bạn đây, mình kêu bấm còi phát là bạn nhá. Thank you. Đấy, lên đây là gửi xe là thoải mái luôn nhá cô anh chị nhá, không phải lo gọi là nắng mưa gì cả. Ở đây là chúng ta có 5 tầng, chúng ta gửi xe thoải mái tầng nào cũng được cô anh chị chúng ta. Đây này cô anh chị nhìn không, cả cái khu nhà để xe rộng mênh mông như này mà được mấy xe đâu đấy, cả nhà để xe 5 tầng như này mà hầu như, nhưng mà chủ yếu chỉ gửi ở trên tầng, tầng này là tầng 2 thôi, tầng hầm thì đang chưa sử dụng, nhưng mà được mấy xe đâu anh chị, nhìn lác đác được mấy con xe, gửi không mất tiền mà chẳng ai chịu gửi đấy, cả khu mênh mông này. Rồi hôm sau nhá, hôm sau rồi cái khi mà gửi mất, đến cái lúc mà gửi mất tiền rồi, có khi mọi người lại biết được là ở đây chỗ này gửi xe rồi, lúc đấy lại còn giành nhau gửi, khổ thế đấy. Đôi khi có những cái mà cái anh cần thì là cái lúc kiểu như là ý thì định nói là cái lúc mà cái lúc bình thường thì chẳng ai cần tới, nhưng mà có cái đến cái lúc mà đụng vào có khi lại giành nhau. Cái cam cam sau của mình nó bị mờ mờ ra. Ok, Thiên Định xin chân thành cảm ơn toàn thể cô chú chị đã theo dõi video của Thiên Định nha. Thiên Định xin chào và hẹn gặp lại toàn thể cô chị chúng ta ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.